Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân cùng chủ trì kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng. Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân thành phố xem xét và thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết về chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác của dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2022 của thành phố, thông qua danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 trên địa bàn, quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công bao gồm dự án đầu tư nâng cấp cải tạo bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang, dự án trường cao đẳng nghề Đà Nẵng, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công gồm dự án nâng cấp cải tạo đường DT601, dự án nâng cấp cơ sở và trang thiết bị trung tâm y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng, nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Đồng thời, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với Đại tá Nguyễn Quốc Hương, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đối với Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Phát biểu kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương chỉ đạo các ngành các cấp tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả những nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tăng cường giám sát, nhận định những tháng cuối năm 2022 với nhiều thuận lợi và khó khăn đang xen. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các cấp, các ngành quyết tâm nỗ lực với nhiều hành động quyết liệt, linh hoạt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ năm 2022. Tập trung cao độ quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp hỗ trợ, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh nhằm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, các văn bản của Thành ủy, của Ban Thường vụ Thành ủy, của Hội đồng nhân dân thành phố liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, nhất là các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù, chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý tư làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, đảm bảo hoàn thành 100% theo kế hoạch, chú trọng nghiên cứu đầu tư đa dạng hóa các sự kiện lễ hội, sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động phát triển ngành du lịch trên địa bàn thành phố, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm mang tính động lực phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân thành phố dịp cuối năm, nhất là các đối tượng người có công, các đối tượng xã hội, công nhân lao động gặp khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, từ nay đến kỳ họp cuối năm, thời gian không còn nhiều, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo các sở ban ngành chuyên môn và các địa phương khẩn trương rà soát các nội dung đăng ký trên kỳ họp, chủ động xây dựng hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gửi tài liệu, hồ sơ đúng thời hạn để các ban của Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra theo quy định. Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.